ngành nội chính Hưng Yên phối hợp xử lý nghiêm tình trạng thôn bán đất trái thẩm quyền, đấu tranh với các đối tượng lợi dụng khiếu kiện để chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, là nội dung phát biểu chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa diễn ra sáng nay tại trụ sở Tỉnh ủy. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban ngành huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Năm qua, ngành nội chính của tỉnh đã phát hiện kiến nghị cơ quan điều tra bắt giữ 96 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế chức vụ, gần 600 đối tượng phạm tội về ma túy, trên 1.000 đối tượng phạm pháp hình sự. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu năm 2020 và những năm tiếp theo, ngành nội chính cần tiếp tục phối hợp tốt với các ngành làm án, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, tránh tình trạng làm hình thức qua loa mà đi vào giải quyết dứt điểm từng vụ việc cụ thể, bám sát nắm chắc tình hình cơ sở, không để đối tượng xấu cấu kết lợi dụng đơn thư khiếu kiện không đúng để chống phá Đảng, Nhà nước, gây bất đoàn kết nội bộ. Ngoài ra, cần tăng cường phối hợp với các ngành địa phương để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức cách mạng cho cán bộ công chức làm công tác nội chính.